Xin chào các bạn. Vào một buổi chiều, mình đang ngồi ở quán cà phê chờ quay các máy bay cất hạ cánh ở Tân Sơn Nhất. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Trên màn hình các bạn đang thấy là một chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này đang chạy taxi ra đường băng để chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là nó không chạy theo hướng thông thường hàng ngày mà mình vẫn thấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo nhé. Các bạn có thể thấy là có hai chiếc máy bay của Vietnam Airlines đang nối đuôi nhau chạy taxi ra đường lăn chuẩn bị cất cánh. Đây là chiếc đi trước. Chiếc này có một vạch trắng trên động cơ. Như vậy là máy bay đã đổi chiều cất cánh. Ở góc quay này, chúng ta có thể nhìn rõ hai máy bay lướt qua nhau. Cả hai máy bay sẽ đều cất cánh ở đường băng 25R thay vì đường băng 25L như thông thường. Và thật may mắn, ở vị trí của mình, máy bay sẽ nằm gần với camera nhất để có thể quay lại quá trình chạy đà và cất cánh của nó. Ngay sau khi vào vị trí, chiếc máy bay đầu tiên lập tức chạy đà. Hãy cùng quan sát vệt nước nó tạo ra, thật là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chỉ có thể thốt lên hai chữ tuyệt vời. Chiếc máy bay thứ hai đã vào vị trí, nó đang phải chờ trong giây lát. Lần này mình đã cố tình quay xa để lấy hết vệt nước thật dài của nó.
Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cảnh quay chậm và cất cánh của chiếc máy bay đầu tiên. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.